Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo chúng ta phải cao tụng Ron DeSantis. Theo như bản tin mới nhất của Hội đồng Giáo dục Florida đã bỏ phiếu cấm giảng dạy cái chương trình về sex, về tình dục cho trẻ con ở năm 6 tuổi, đặc biệt là vấn đề nhận dạng về giới tính. Ngày 19 tháng 4 vừa qua, các viên chức giáo dục tiểu bang Florida đã bỏ phiếu cấm các trường học giảng dạy về nhận dạng giới tính và tình dục cho trẻ con ở lớp tuổi 5-6 tuổi. Vì đây là một cái chuyện làm cho trẻ con trở thành tội lỗi và nó sớm loạn về tình yêu và loạn dục. Nhưng mà biết rằng cái mục đích đây của những cái tên đầu sỏ như là George Soros, như là Bill Gates, những cái tên gọi là chính phủ toàn cầu. Nó muốn toàn cầu hóa thế giới, nó muốn tiêu diệt con người như tôi đã nhiều lần thưa với quý vị, nó chỉ muốn để lại trên thế gian này chừng 500 triệu người, những cái dân mà ưu tú của nó. Còn các dân tộc khác thì giết hết. Da vàng, da đen, da nâu, sọt so rác. Cho nên mới lập ra cái vấn đề dạy sinh lý nam thành nữ, nữ thành nam ở lứa tuổi, năm số tuổi. Tôi hỏi quý vị, năm số tuổi nói tiếng Việt còn chưa trọ trẻ, nói tiếng Anh còn chưa rõ. Mà bây giờ bắt nó nói mày là đàn ông, đổi thành đàn bà, thật nó mày là đàn bà mà không phải là đàn ông. Thì tôi hỏi quý vị, tức là nó muốn tiêu diệt cái thế hệ tương lai. Nhưng mà tiểu bang Florida đã đi đầu trong cái chính sách này. Chúng ta phải ca dụng, ca tụng Donald Trump DeSantis. Quy định mới là một phần nỗ lực văn hóa của ông DeSantis, người được cho là sẽ kinh cử tổng thống vào năm 2024. Ron DeSantis là hai điều. Thứ nhất là vấn đề ngăn cấm cái vấn đề tình dục trẻ con năm số tuổi. Thứ hai là vấn đề án tử hình, người ta gọi là Death DeSantis. Anh ta nói rằng là những cái tên tội phạm đáng tội chết, cứ việc để cho nó chết giống như đường lối đi theo MAGA của Donald Trump. Cho nên đây là một trong hai cái điều mà tiểu bang Florida đang đạt rất nhiều tiến bộ. Rồi chúng ta có bản tin nữa là lâu nay quý vị nghe là Apple nó có cái loại đồng hồ đặc biệt có thể vừa đeo vừa trả lời điện thoại, vừa vấn đề nhận tin. Rồi quý vị lại thấy nó lại có những cái máy móc về vấn đề đo, áp huyết, lăng nhăng. Thế thì hôm nay có một cái tin hay hơn nữa. Đó gọi là đồng hồ Bioband. Quý vị nhớ ông uh, bác sĩ Ben Carson. Ông ta là một bác sĩ về nghiên cứu. Ông ta nghiên cứu về đời sống thần kinh của con người. Hôm nay, sau khi năm vừa rồi ông ta có và mẹ qua đời. Thì bác sĩ đã đưa ra một cái bản gọi là bản phúc trình về cái chết của bà mẹ bác sĩ Ben Carson. Họ nói rằng là nếu bà cụ được đem đến bệnh viện 5 phút sớm hơn Thì bà cụ đã được cứu sống Là vì vấn đề heart attack Bà cụ đã bị suy tim Và trong cái chiều hướng đau khổ đó Ông đã hợp tác với lại tỷ phú Donald Trump Tỷ phú Donald Trump đã yểm trợ tiền bạc Để ông phát minh ra cái đồng hồ mới Gọi là đồng hồ BioBand Bioband cái đồng hồ Power này là một cái loại đồng hồ smartwatch. Lâu nay chúng ta có smartphone. Bây giờ chúng ta có smartwatch. Trong cái đồng hồ này chúng ta đeo ở trên tay. Nó có nhiều công việc mà chúng ta không ngờ. Thứ nhất là nó kiểm soát cái độ tim nhập, tim đập. Bởi vì nếu quý vị mà tim đập quá thấp. Thì quý vị sẽ máu huyết không lưu thông mà tim đập quá nhanh thì nó làm cho máu huyết bị nghẽn và nếu bị cholesterol thì bị vỡ mạch máu và bị đứt mạch máu rồi chết. Rồi nhiệm vụ thứ hai là heart rate, nhiệm vụ thứ ba blood pressure nó đo cái nhiệt độ máu trong cơ thể. Nhiệt độ nhiệm vụ thứ tư calorie counting nó đếm cái độ cao ca, calorie trong cái máu để trong cơ thể quý vị đủ hay là thiếu. Bác sĩ Benson đã đệ trình cái bằng sáng chế này và đã được phát triển. Trong mấy tháng qua, rất nhiều người dùng và họ đã có kết quả tốt đẹp. Bởi vì cái đồng hồ này nó báo hiệu cho quý vị là sắp sửa bị suy tim, sắp sửa bị heart attack. Trước khi quý vị biết. Thế thì khi mình quý vị bị sắp sửa sao xét, quý vị gọi 911 chở bác sĩ đến nó nhanh. Chứ không đợi đến lúc bị rồi mới kêu thì nó là muộn rồi. Cho nên cái đồng hồ này rất tuyệt vời. BioBand can know before you are knowing. Cái đồng hồ BioBand này nó báo hiệu cho quý vị trước khi bị tai biến mạch máu não, trước khi bị suy tim và kịp thì giờ để chữa trị. Bởi vì cái chuyện này dễ hiểu. Ngay quý vị bị bao bị uh, stroke mà nếu quý vị được cấp cứu ngay lập tức thì vẫn kiểm soát được cái tình trạng máu đông ở trong não. Lắm người bị stroke xong rồi méo miệng xong rồi nói chuyện không ra rồi con người đi đứng bị bên phải thì tay bên trái mà bị bên trái thì tay bên phải liệt. Rồi đối với cái đồng hồ này nó làm cho quý vị kiểm soát được cả hai là nhịp điều đặn về tim phổi máu và báo hiệu nếu mà trước khi bị sốt, trước khi quý vị bị sốt, cái máy đồng hồ này nó báo hiệu cho biết nguy hiểm và nó vừa là alert và nó vừa alarm để cho phone của quý vị nó báo lên và quý vị có thể theo dõi những cú phone bằng cái đồng hồ nó lại hay như vậy đấy rồi quý vị có những cuộc hẹn với bác sĩ đồng hồ này nó đều báo lên để cho quý vị biết ngày nào tháng nào giờ nào hẹn bác sĩ và không bị mất mà cái giá thì cho khoảng độ trước kia những đồng hồ như là Apple những cái đồng hồ smartphone watch 400 500 đô 600 bây giờ đồng hồ này chưa đầy trăm và cái trong cái thời gian họ quảng cáo nghe nói chỉ có 50 đồng cho nên quý vị nên vào vấn đề elonmusk.com và tìm cái gọi là bioband.com để quý vị mua nó rất rẻ. Xong giờ chúng ta lại có một bản tin khác nữa là bà là dân biểu Jory Taylor Green ngày hôm qua ở hạ viện đã có cuộc tường trình của cái ủy ban nói về vấn đề tội lỗi trong ngày 6 thân riêng cũng như là trong những cái vụ xử án Donald Trump gian lận của dân chủ Evan Bragg thì trong cái cuộc tường trình đó bà dân biểu Taylor Green, bà đã đưa ra lên án những cái hành động của đảng dân chủ truy tố một cách bừa bãi nhất là tên gia đen Evan Bragg nó lập nhân chi tội 34 tội mà nó không dám tuyên bố xử án là vì ông Trump ra tòa nó những cái tội là to lao ngay cả cái vấn đề ông ta ra New York ngày hôm qua đối với mụ da đen thứ nhì đó là Leticia James tổng công lý của tổng trưởng lý của tiểu bang New York nói rằng ông ta đã gian lận trong vấn đề khai thuế. Ông ta đã khai tăng lên cái giá trị tài sản để ông ta mượn tiền ngân hàng. Ông ta nói rằng cái việc đấy của tôi làm đâu. Việc này là của luật sư thuế của tôi làm và luật sư thuế của tôi là là phải hợp với luật của IRS và của Thế Mỹ mười năm vừa rồi hai mươi năm vừa rồi có bao giờ tôi bị tòa của bên sở thuế mà kết tội không mặc dù tôi bị audit luôn luôn thế thì bây giờ đây là cái trò săn lùng phù thủy cà trớn của mũ da đen này và Theodore nói xong thì một tên dân biểu của đảng dân chủ lên kết án đó là tên Warwell tức là tên dân biểu ở Cali mà là phụ tá của Nancy Pelosi lên tiếng nói rằng là ô oh, da trắng này bênh vực nhau nhất là khi mà bên vực cho một thằng bé 21 tuổi mà là lính của vệ binh quốc gia của Air Force nó đã lộ những cái tin đối với thế giới và đấy là một tên phản quốc thế thì bà này bà nói thẳng ngay phản quốc thế nào được khi mà một tên dân biểu là ông tái trí thắng mặc vào, vào ngủ với một tên gián điệp của tàu có gián hiệu là phang phang thế thì giữa ông và tên này ai là người phản quốc tên gián điệp của tàu là fbi truy tố nhé mà ông ngủ ông có quan hệ tình dục bả dùng cái chữ dễ sợ you had a sexual relationship with american enemy spy from china phang phang Bà ta nói một cách mạnh mẽ Ông là người đã từng ngủ với một con bé dân tàu mà nó là gián điệp của Hoa Kỳ Tên là Phan Phan Thế thì ông không phải là phản quốc à Ông mới tính là một tên phản quốc Ngủ với kẻ thù Tên này im Kính thưa quý vị đến đây xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu Và xin ơn trên phù hộ chúng ta